Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên từ nhỏ tôi đã luôn tin tưởng vào lời nói của ba tôi rằng chỉ có việc học mới thay đổi được số phận của con người. Tôi chăm học lắm và luôn tự hào rằng mình luôn đứng ở hàng ngũ xuất sắc của trường lớp. Ấy vậy mà khi ra trường tôi bị sốc một thời gian dài vì nhận ra mình chẳng có cái gì ngoài một cái đầu đầy những kiến thức học thuật cao siêu nhưng lại thiếu kỹ năng sống để tồn tại trong cuộc sống đầy chông gai này. Trong suốt 10 năm, tôi tiến lên trong cuộc sống bằng những trải nghiệm thương đau của mình. Cuối năm 2017, tôi có một may mắn trúng tuyển vào vị trí quản lý của một tập đoàn khách sạn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là một thách thức lớn đối với tôi vì tính chất công việc rất mới mẻ. Đã nhiều lần tôi gặp khó khăn trong công việc và tự hỏi liệu mình đã chọn đúng hướng hay chưa. Không may thay, cùng một thời điểm đó tôi bị bệnh rất nhiều và phải nhập viện. Người thân của tôi lúc đó cũng gặp một tai nạn về tinh thần và tôi đứng trước rất nhiều khó khăn chồng chất khó khăn. Đã có lúc tôi chán nản, thất vọng và muốn bỏ cuộc. Đang trong lúc tìm kiếm một hướng đi cho cuộc đời của mình, tôi được biết đến một hội thảo miễn phí của TGM. Tôi còn nhớ tối hôm đó là một buổi tối cuối tháng 4 năm 2018, trời mưa rất lớn và lũ lụt khắp Sài Gòn. Tôi đến TGM nghe thầy Trần Đăng Khoa chia sẻ và thật sự ấn tượng với tầm nhìn của thầy và những giá trị của TGM. Tôi đã quyết định đăng ký vào gói SVIP để có thể học hết tất cả các khóa học của TGM, mặc dù lúc đó mình vẫn còn khó khăn về mặt tài chính. Chính cái quyết định có chút mạo hiểm vào cái đêm mưa gió ngày hôm đó, nó đã đem đến cho tôi một sự thay đổi có thể gọi là một bước nhảy vọt trong cuộc đời của tôi. Suốt một năm qua, những khóa học tôi tham gia như là một liều thuốc hữu hiệu cho những khó khăn của mình. Sống và khát vọng đã nâng vực tinh thần của tôi nhanh chóng và khiến tôi tin mạnh mẽ vào những tiềm lực lớn lao của mình. Tôi học cách phản ứng tích cực trong mọi hoàn cảnh và kiên định tiến lên từng bước một. Hiểu được rằng đam mê không phải là để tìm kiếm, nhưng là nhờ được xây dựng, tôi mạnh dạn vượt ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình để tiếp nhận những thử thách trong công việc mới. Bên cạnh đó, tôi cũng kiên trì áp dụng những nguyên tắc thành công của rèn bệnh về người với NLP, đắc nhân tâm thế kỷ 21 để có thể đồng điệu và phối hợp hiệu quả hơn với đồng nghiệp tại nơi làm việc bản địa và quốc tế. Để có thể trở thành ngựa hay chạy đường dài, tôi không ngừng kỷ luật bản thân trong việc ăn uống và tập luyện để sống khỏe thế kỷ 21 và luôn nhắc nhở mình hạnh phúc để thành công. Suốt 10 năm qua, chưa bao giờ tôi học nhiều đến như vậy và cảm nhận được một sự biến đổi trong tư duy của mình mạnh mẽ đến như vậy. Tháng 4 năm 2019, tròn một năm tôi lần đầu đặt chân đến TGM, cũng là thời điểm tôi vinh dự được công ty trao tặng giải thưởng quản lý xuất sắc của quý 1, một giải thưởng đáng trân trọng cho một tập thể với hơn 600 nhân viên. Tôi còn được vinh dự nằm trong số ít những nhân viên của tập đoàn trong khu vực châu Á, là người Việt Nam duy nhất được chọn đi công tác tại Maldives vào tháng 5 năm 2019. Tôi cũng nhận ra mình như được lột xác cả về thể chất lẫn tinh thần. Và thành quả lớn nhất đối với tôi đó là sự chuyển biến tích cực của người thân tôi sau khi được tôi đăng ký cho học sống và khát vọng. Không chỉ có thế, tôi cảm nhận mình đang lan tỏa những giá trị tuyệt vời của TGM đến những đồng nghiệp và nhân viên của mình một cách hết sức tự nhiên, như một phần trong hơi thở của mình vậy. TGM là món quà trời cho mà tôi hạnh phúc có được. Cảm ơn TGM vì những đóng góp tuyệt vời cho xã hội. Cảm ơn TGM đã đồng hành cùng tôi trong bước đại nhảy vọt của mình.